Ok, xin chào bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách xoay cầu và gì? Và nói chung đây là một cái mẹo thôi, cái mẹo xoay cầu của bạn ạ. Và mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách bắt cầu nữa. Xoay cầu nó là một quá trình, các bạn nhé. Xoay cầu là một quá trình. Mình xoay từ cái đoạn này cho đến đoạn này. Đó, nhưng mình bắt cầu nó chỉ là bắt vài ba tay thôi. Các bạn nhé, lưu ý cho mình. Ui dồi, cái bệt kìa. Mẹ cái bệt thì sợ thế anh em. Rồi, mình xem con này. Ủa, con này cũng bệt này. Hay mình vào nhẹ tay 1M nhỉ. Ok, vào nhẹ tay 2M theo bệt các bạn nhé. Úi giời, húp luôn 3M9 này. Đấy, gặp cái bệt quá ngon nhá. Thì húp luôn như còn gì nữa. Vừa vào mình thấy thằng bàn xanh. Nó, quên thằng bàn đỏ chứ. Mới làm bàn đỏ. Nó bệt tài. Thằng bàn xanh cũng đang bệt tài thôi. Mình sẽ theo thằng bàn xanh các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì thằng bàn xanh nó vẫn còn đang ngắn. Thằng bàn đỏ kia thì nó khá là dài rồi. Thì nó gì? Nó sẽ bẻ sớm hơn thằng bàn xanh. Thế là mình cứ vào thằng bàn xanh nhẹ nhàng nhá. Húp luôn 2M. Còn quay trở lại cái việc xoay cầu ấy thì mỗi ngày các bạn nên bỏ ra cho mình từ 15 cho đến nói chung là chỉ tầm 15 phút thôi nhá. 15 phút ngày các bạn bỏ ra cho mình tầm khoảng 2 lần nhá, 2 lần, mỗi lần là 15 phút các bạn ngồi bạn nhìn cầu cho mình, nhìn cầu, xoay cầu cho mình. Thì bạn xoay cầu ấy thì nó cũng không cần thiết là mình phải mọc tiền đâu. Nếu các bạn gì có tiền thì bạn vào. Bởi vì khi mình vào tiền ấy thì nó sẽ luyện cho mình cái trí nhớ tốt hơn. Bởi vì bây giờ mình đánh tài 10.000 hoặc là 20.000 thôi nhá. 10.000 hoặc 20.000 thôi, hoặc là thậm chí là vài 3.000 thôi cũng đều thể được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình vào tiền ấy thì mình sẽ nhớ cầu nó sẽ dai hơn nhá. Nhớ cầu nó dai hơn bởi vì mẹ là mình thắng được tiền hoặc là mình thua tiền thì đương nhiên nó nhớ phải phải lâu hơn là không không vào đúng không? Đấy. Đấy là điều đầu tiên nhá. Một ngày bỏ ra cho mình 15 phút mỗi lần, tức là 2 lần một ngày. Sau đó là các bạn chỉ xoay cầu. Sau khi mà mình xoay cầu xong nhá, các bạn lưu ý này, sau khi mà mình xoay cầu thì các bạn sẽ nhớ được cầu rồi thì khoảng là 2 đến 3 ngày sau. Các bạn lưu ý này, 2 đến 3 ngày sau bạn cứ làm như vậy nhá, làm như vậy cho mình tầm khoảng 2 đến 3 ngày. Sau khi đó các bạn nhớ được cầu rồi thì bạn mới vào bạn bắt. Và trong quá trình mình bắt cầu nhá thì mình cũng phải xoay cầu. Đợi xoay cầu sẽ là thằng này đang đi bệt đi. 3 6 7 8. Đấy nó đi bệt 8 rồi. Khả năng mà đi tầm khoảng 9 hay 10 tay gì đó thì mình cứ là gì, cứ nhận định cầu như thế. Sau đó là mình sẽ vào mình bắt các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ vào mình bắt. Đấy thì mình bắt thì mình chỉ cần bắt tầm 3 5 tay thôi là mình chốt lãi. Còn nếu mình không chốt lãi được hoặc là gì, hoặc là đánh 3 tay thì thua một hoặc là thắng hai gì đó thì thôi, mình có lãi rồi thì cũng nên nghỉ các bạn. Hay cũng nên nghỉ. Bởi vì mình chỉ cần đánh từ 3 5 tay thôi, không cần có nhiều. Bởi đánh càng nhiều thì cái tỷ lệ thua nó càng cao các bạn ạ. Đánh càng nhiều nhá thì tỷ lệ thua nó càng cao. Đấy, các bạn lưu ý cho mình điều đó. Mẹ cầu này bây giờ đi rất là khó đấy các bạn này. Cầu này bây giờ đánh rất là khó các bạn. Ui thằng này đi 3 này, 4 5 6 7 8 9 10 11 tay. Mẹ 11 tay tài mình nghi rằng là ối thằng chết các bạn ạ. Ối thằng chết luôn. Khẳng định các bạn luôn đấy. Mẹ nó đi cứ như này thì mình nghĩ rằng là ối thằng chết. Đây này. Đây giờ nhiều thằng bé xỉu chết đứa đự luôn các bạn ạ. Nhiều thằng bé xỉu bé chết đứa đự luôn. Mẹ nó đi là đi mười mấy tay tài. Nó đi như thế thì làm sao mà có lãi được đúng không các bạn? Tay này khả năng đi nhẹ xỉu thôi. Hôm nay thì mình có là 70 các bạn ạ. Đấy 70M. À, thì cứ làm sao lên được tầm khoảng nói chung là hôm nay thì mình cũng chỉ vào đây mình chia sẻ cho bạn thôi nhá, chia sẻ cho bạn cái nội dung chính của video ngày hôm nay đấy để chia sẻ cho bạn thôi. Chứ còn cái việc mà mình kiếm lãi ấy, thì nói chung là mình kiếm lãi lúc nào chả được đúng không? Ngày nhá mình quay mấy cái video này đấy, cộng với việc là mình live stream thì đương nhiên là lãi nó sẽ rất là nhiều. Và mình chơi nhiều mà chơi nhiều thì đương nhiên lãi nó sẽ nhiều thôi. Rồi tay này thì mình sẽ vào nhẹ 3 lít nhá. Ok 375 ngàn được thì ăn, không được thì thôi các bạn ạ. Được thì ăn, không được thì thôi. Mình sẽ đi nhẹ nhàng và cẩn thận. Bởi vì cái dạng cầu này nó rất dễ bị lừa các bạn. Rất dễ bị lừa luôn. Mẹ nó đi bệt dài thật đấy. Khá là cay. Căn bản là trước đó nó chưa có một cái bệt nào, bệt tài nào dài. Đây, còn nhìn thấy cái quá trình của nó nhá. Thì mình thấy chỗ này là đi 5 tay tài này. Đấy, chỗ này là 4 tay tài. Còn lại nó toàn đi cầu ngắn thôi. Đấy, toàn đi cầu ngắn thì chỗ này nó đi là đi 10, đâu rồi, 6, 7, 8 tay chứ. Đấy, 8 tay. Rồi ok húp luôn các bạn nhá. Húp luôn này lỗ hũ nhá.
đánh 300 mà cộng là đi bao nhiêu? Đánh 300 mà cộng là 921. Thế tay này mình vào to là úp ngon luôn các bạn. Đánh 300 đấy nhé, mình chỉ cộng được đi là có 600 thôi. Nhưng mà lỗ gỗ nên mình nhận được đi là 900 các bạn ạ. Nếu mình mà đánh tay to tay đấy là úp luôn đấy. Ok, thôi không sao, mình đã lên được đi là 70M9 rồi các bạn ạ. 70M9 rồi. Thì quay trở lại cái nội dung chính nhá. Thì mình đã chia sẻ cho bạn rồi. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình này, soi cầu là một quá trình. Còn cái việc bắt cầu nó chỉ là vài ba tay thôi. Đấy, lưu ý cho mình, thế nên là cái bắt cầu ấy nó cực kỳ quan trọng, dẫn tới việc thắng thua của bạn ấy. Thế nên mình bắt cầu nó làm sao nó phải chuẩn nhất nhá, chuẩn chỉ nhất. Còn quay trở lại cái số tiền lãi của mình thì mình đang có là 70M9, úp được khoảng 900 rồi. Thì có lẽ là mình cũng sẽ chốt lãi tại đây thôi. Chốt lãi tại đây các bạn. Còn nếu bạn nào muốn chơi 68 cái bài thì có link và đường link mình để phần mô tả nhá. 31 thì khả năng tay này nó xỉu. Khả năng tay này nó xỉu. Thấy chưa? Quá chuẩn luôn các bạn. À, mình cũng tính rằng là gì vào nhưng mà thôi. Chốt lãi rồi thì cứ lên nghỉ các bạn ạ. Bởi vì một khi mình mà cứ tham cứ cố ấy, thì sẽ dẫn tới cái việc thua tha thôi. Thế nên là mình không cần phải quá tham làm gì cả. Cứ nghỉ cho mình nhá. Khi mà có lãi là cứ nghỉ thôi. Đó thì lưu ý bạn nào muốn chơi 68 game bài thì click vào đường link mình để phần mô tả nha. Click vào link mình để phần mô tả. Còn ở trên con 68 game bài này thì có rất nhiều những cái trò, ví dụ như tài xỉu sóc đĩa này, hay baccarat này, hay là bầu cua với lại cái trò đâu nhỉ? Rồi cái trò siêu xe đấy, quay thú rất là nhiều các bạn ạ. Đây này, đấy, siêu xe nhá. Đấy, ngưu cầm cái gì ngưu ngưu cướp cái các bạn ạ. Đấy, phi cầm tổ thú này. Đấy, rồng hồ đại chiến nhá, chắc kim hoa thần đèn các kiểu. Đây cái trò siêu xe này, trò siêu xe này mình cũng rất là hay chơi các bạn, rất là hay chơi. Nhưng mà thôi mình sẽ tạm dừng cái video tại đây nhá.